Thật ra cô cũng có trải nghiệm giống con đó Vi, ở tuổi của con luôn. Nhưng cô không có gặp cái cú sốc về tâm lý như vậy. Cô đón nhận nó khá là nhẹ nhàng và bình thản. Là bởi vì cô hiểu rằng là bố mẹ cô không có hợp nhau, quá khác nhau, thành không sống với nhau được. Nhưng không có những cái câu chuyện nó mang tính bi kịch như thế này. Chỉ đơn giản là dừng lại vậy thôi. Cái bi kịch của Vi ở chỗ là con buộc phải làm nhân chứng và con buộc phải hỗ trợ cho mẹ trong những cái lần theo mẹ ra ngoài để đi tìm ba. Nghĩ lại con sợ không Vi? Lúc đầu thì con cũng buồn khi mà ba mẹ biết là ly dị, thì con vẫn muốn là có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà sau khi nhiều lần con chứng kiến nhiều cái cảnh mà bố ba làm với mẹ con á, thì con cảm thấy là tốt nhất mẹ không nên ở với ba nữa, để mẹ không có còn cái buồn với lại chịu những cái cảnh đánh đập của ba, mẹ sẽ được hạnh phúc hơn. Khi mà cô nói chuyện với mẹ con trong kia thì mẹ con có chia sẻ, và đây cũng là một chia sẻ rất là phổ biến của rất nhiều các bà mẹ, đó là khi người lớn không tìm được cái hạnh phúc với nhau thì các bà mẹ hay nói rằng là thôi mình sẽ vì con, mình sẽ vì con để mình tiếp tục bao dung, mình tiếp tục dung dưỡng cho một cái hành vi mà nó không đúng với cái đạo nghĩa vợ chồng. Thế thì nếu như mà mẹ con nói rằng là vì con mà mẹ con sẽ cố gắng, trong khi con lại rất muốn mẹ con sống những cái tháng ngày yên bình á, thì con sẽ nói gì với mẹ để mẹ tin rằng là thực ra mẹ vẫn đang vì con, chứ không phải là việc mà mẹ với ba dừng lại một mối quan hệ thì nó tạo ra sự thiệt thòi cho con. Bởi vì khi con muốn mẹ con an yên á, thì con phải làm cho mẹ con tin rằng là mẹ con đang quyết định tốt nhất cho con. Con thấy vẫn tốt nhất là dừng lại, vì mẹ không còn thể nào mà sống với ba được nữa. Với lại ba cũng không còn gì với mẹ hết. Ba không còn tình cảm với mẹ như ngày xưa nữa. Nên là sống với nhau ở nhà thì đi ra đi vô mà nhìn thấy nhau thì cũng kiểu không có được thoải mái cho lắm. Con nghĩ là nên chấm dứt mọi thứ. Riêng quyết định này cô ủng hộ con. Tại vì không phải là dừng lại là kết thúc con à. Dừng lại để mình có một cuộc sống tốt hơn, và mình xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Mẹ con có giá trị của mẹ con, và không việc gì phải sống một cuộc đời như vậy. Cuộc đời còn dài mà mẹ. Mình còn hai đứa con. Mình đã là giàu có rồi. Nhưng mà em cũng không có muốn thấy chị tiều tụy như thế này. Em biết chuyện này không có dễ dàng. Sẽ có những cái cảm giác gọi là mình nói thì như vậy, chứ nếu mình ở trong cái cảnh đó thì chắc mình cũng thảm thương lắm. Nhưng mà em vẫn tin là chúng ta vẫn có những cái cách khác để tự quyết định cuộc đời mình. Thật ra là mẹ mà nhịn những cái điều nó không đúng á, là đã không được rồi. Đúng ra không nên làm như vậy. Nó phải được kết thúc sớm hơn. Nên là kéo tới bây giờ là đã dài lắm rồi. Nên là mẹ phải quyết định ngay và luôn để có một cuộc sống khác, nhưng với một tâm thế khác, chứ không phải là mình kết thúc mà mình sống thảm hại. Em nghĩ là mình phải ngang nhiên mà sống, hưởng những điều thuộc về mình.